Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi đang có mặt tại một vị trí rất đặc biệt của mỗi đội bóng, đó chính là vị trí trên băng ghế chỉ đạo. Và không dĩ nhiên thì chúng tôi được ngồi ở đây. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ có sự góp mặt của một nhân vật rất đặc biệt, đó chính là tiền vệ Nguyễn Hải Huy của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Xin chào anh Nguyễn Hải Huy. Rất vui khi ngày hôm nay chúng tôi được trò chuyện với anh Hải Huy. Đây là một vị trí chúng ta ngồi trên băng ghế chỉ đạo nhưng lại không phải là của Quảng Ninh. Có lý do cả, bởi vì bây giờ thì anh Hải Huy đang có mặt tại PVF để trong quá trình hồi phục của mình. Bây giờ thì không biết là tình hình sức khỏe khi mà trong quá trình hồi phục tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF của anh Hải Huy như thế nào? Hiện tại thì mình cũng mới được câu lạc bộ đưa lên trên PVF để hồi phục mới được có một tuần, nên là mình cũng cảm thấy mọi việc nó cũng vẫn đang tiến triển rất là tốt. Như vậy là chúng ta đã trải qua một hành trình mà cũng không phải dài và cũng không phải ngắn. Kỷ niệm này là một kỷ niệm mà hết sức đáng nhớ đối với anh Hải Huy. Đến lúc này thì cái ký ức của anh về cái tình huống đó nó diễn ra như thế nào, anh còn nhớ không? Và anh có những cái sự liên lạc nào với bạn Lâm ở câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không ạ? Thật ra thì cái pha bóng mà dẫn đến chấn thương cho mình ấy thì nó cũng chỉ là một pha bóng cả hai người đều ham bóng. Và trong cái tình huống đấy thì mình và Lâm đều rất quyết tâm để có thể, mình thì mình muốn quyết tâm để ghi bàn, còn Lâm thì là muốn cản phá bóng lên và nó gây ra cái chấn thương mình, thì mình cũng không muốn nói nhiều về cái tình huống đấy. Thì sau trận đấu thì Lâm cũng có lên thăm hỏi mình và mình cũng rất cảm động về cái tình cảm đấy của Lâm. Trên sân đấu thì tất cả chúng ta đều là những chiến binh đúng không ạ? Không thể nào mà trách được trong những tình huống va chạm hơi quá sức một chút thôi. Như vậy là lúc này thì anh Hải Huy đã thông báo cho chúng ta những tin mừng, đó chính là Hải Huy lúc này thì đang trong quá trình hồi phục và trong ít thời gian nữa thôi thì Hải Huy có thể quay trở lại sân cỏ. Có thể xác định rõ ràng cái thời gian nào của anh Hải Huy? Sau khi mình được câu lạc bộ đưa lên trên PVF để phục hồi thì các chuyên gia của PVF đã lên cho mình một cái phác đồ điều trị là từ 12 đến 14 tuần, và sau khi điều trị xong thì mình có thể trở lại thi đấu bóng đá trong mùa giải năm tới. Hy vọng là anh Hải Huy có thể quay trở lại sớm nhất với sân cỏ cùng với câu lạc bộ Than Quảng Ninh và còn rất nhiều những mục tiêu khác nữa ở trong màu áo đội tuyển quốc gia hay là nhiều sân chơi AFC cũng như là một số sân chơi khác nữa. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Mùa giải năm nay là một mùa giải cực kỳ sóng gió với Than Quảng Ninh. Đến lúc này anh nghĩ rằng đội bóng của anh đang đi trên một con đường như thế nào? Mùa giải năm nay thật sự là rất là khó khăn với Than Quảng Ninh, nhưng mình tin vào khả năng điều khiển trận đấu của huấn luyện viên Phan Anh Hùng và các cầu thủ trẻ để có thể giúp cho Than Quảng Ninh thi đấu tốt trong cái chặng đường sắp tới. Đối với anh, khi mà lại có một quãng thời gian được theo dõi các đồng đội với tư cách khán giả, thì anh đánh giá rằng cái nhân tố nào ở cho đội hình của Than Quảng Ninh lúc này anh thực sự thấy bất ngờ khi mà có rất nhiều những sự tiến bộ hay là có sự bất ngờ về mặt chuyên môn, có thể là bạn ấy đi lùi xuống hoặc bạn có thể đi tiến lên, anh ấn tượng nhất với cái tên nào? Trong cái thời gian mà mình nghỉ do chấn thương thì toàn đội Than Quảng Ninh đều, các cầu thủ đều thi đấu rất là tốt, và đặc biệt trong số đấy thì có Hai Long. Hai Long là một cầu thủ rất là trẻ, khi mới 20 tuổi nhưng Hai Long thi đấu rất là tự tin, chững chạc và đã ghi được cũng một số bàn thắng cũng rất là quan trọng để Than Quảng Ninh tiếp tục hướng tới những mục tiêu trong năm nay. Nói về Hai Long thì chúng ta lại nhớ đến một cậu bé mà đã có những sự trưởng thành vượt bậc, nhưng mà điểm nhấn đầu tiên đó chính là sau chấn thương của anh Hải Huy. Trong bóng đá thì đôi khi người khác đi mất đi cơ hội thì lại trở nên một cơ hội cho một cầu thủ trẻ khác. Anh có những cái chia sẻ gì và có những sự truyền đạt gì, bởi vì Hai Long thực sự đã trưởng thành một cách cực kỳ vượt bậc, và không những vậy thì Hai Long còn có tên ở trên đội tuyển U22 Việt Nam. Những sự liên lạc giữa một người đàn anh, người ta hay nói rằng là Hai Long là truyền nhân của Hải Huy, anh và Hai Long có những sự liên lạc và những cái sự trao đổi với nhau nào về mặt chuyên môn không ạ? Long đã thể hiện được mình ở trong những cái buổi tập. Khi mà mình bị chấn thương thì thầy Hùng đưa Long vào sân thì Long cũng đã thi đấu được ngay và có những sự tiến bộ rất là lớn. Và việc Long có tên trong danh sách của những cầu thủ U23 quốc gia thì đấy cũng là một cái điều vinh dự cho Long và giúp Long tự tin hơn ở trong cái chặng đường sắp tới. Còn mình với Long thì
Thật ra thì mình và Long không ở cùng phòng. Mình thì tập xong thì mình cũng về nhà, nên là cái khoảng thời gian nói chuyện với Long cũng rất là ít. Nhưng mà Long luôn theo dõi các anh lớn, kể cả mình và những cầu thủ lớn tuổi khác trong đội, để có thể học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm. À, đó chính là một đặc sản của câu lạc bộ Than Quảng Ninh, đúng không ạ? Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng luôn luôn tìm ra được những cái nhân tố khi mà trong cái thời kỳ khó khăn nhất. Một điều mà bây giờ tôi vẫn phải nhắc, và chắc chắn anh Hải Huy cũng sẽ không quên được, một phi vụ chuyển nhượng mà thực sự làm cho rất nhiều giấy mực của báo giới Việt Nam lúc đó lên tiếng, đó chính là việc mà câu lạc bộ Than Quảng Ninh chia tay một số cầu thủ để cho mượn đội bóng Hải Phòng. Cái lúc đó thì anh có cái cảm giác nào khi mà nghe tin rằng là một số cầu thủ của đồng đội của mình ngay lập tức buổi tối ngày hôm đấy và buổi sáng ngày sau có mặt ở một đội bóng khác, và Than Quảng Ninh thực sự đón nhận một luồng thông tin trái chiều, và các cổ động viên cũng đã có rất nhiều những điều không bằng lòng với ban lãnh đạo. Với một tư cách một cầu thủ thì anh có muốn chia sẻ gì với các cổ động viên của mình không? Thật ra thì những cái chuyện mà liên quan đến chuyển nhượng hay mua bán một bất kỳ một cầu thủ nào đó thì các cầu thủ ở trong đội đều không thể làm rõ được cái tình hình đấy. Và việc ba cầu thủ chuyển sang Hải Phòng với dạng chuyển nhượng cho mượn thì đấy cũng là một cái điều mà có lẽ là ban lãnh đạo đã suy nghĩ. Qua cái điều đấy thì mình cũng thấy là các cầu thủ trẻ sẽ có những cái cơ hội để phát triển mình hơn và sẽ gánh vác được cái trọng trách mà những cái cầu thủ lớn tuổi đã để lại. Như vậy là việc cho như một số cái tên cho mượn câu lạc bộ Hải Phòng đó là tạo cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ. Như vậy thì đến lúc này anh đánh giá như thế nào về màn trình diễn của những cầu thủ trẻ được thay thế những người đàn anh như Trung Hiếu, như Hai Long và một số cái tên khác nữa của câu lạc bộ Than Quảng Ninh? Có ba cầu thủ trong đội chính mà cho đến mượn thì các cầu thủ trẻ đã làm bắt được cái cơ hội của mình, cũng giống như việc Hai Long đã làm bắt được cơ hội khi mình bị chấn thương, và như Trung Hiếu và Hùng Cường, rồi là một số cầu thủ khác đã thể hiện rất là tốt trong những trận đấu vừa qua. Mặc dù là các em còn trẻ nhưng em vào sân thi đấu rất là tự tin, đấy là một cái điều tốt cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Đó là những cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Còn cầu thủ trẻ của nhà anh Hải Huy như sao? Tôi được biết là bạn con trai của anh rất nhiều lần xuất hiện ở các buổi tập của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Anh nghĩ rằng là sau này cầu thủ này sẽ có thể thay thế được tiền vệ trung tâm Hải Huy không? Ra thì con trai của mình cũng rất là hâm mộ bóng đá, và mình cũng luôn mong muốn là sau khi mình có thể kết thúc sự nghiệp thì con mình sẽ tiếp nối được cái truyền thống bóng đá của mình. Nhưng mà mình hy vọng là thời gian và cái tài năng của con sẽ giúp con phát triển hơn. Tôi nhìn thấy một cái tiềm năng rất lớn là một trở thành một vũ công của Chi Phát. Thực sự là một cầu thủ, một bạn rất là tự tin, thoải mái và có những pha ăn mừng thực sự là làm cho tất cả các cầu thủ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh đều trầm trồ. Đấy là về con trai của mình. Với nhiều cầu thủ khi mà gặp phải một chấn thương thì người ta hay nghĩ đến việc sẽ có thể là giải nghệ, hoặc có thể tính tiếp về câu chuyện tương lai là huấn luyện viên hay là làm một nghề nào khác. Đối với Hải Huy, trong quá trình mà anh bị chấn thương thì anh có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ có lúc phải giải nghệ và sẽ phải tiếp bước một bước tiếp mới của sự nghiệp của mình không? Từ khi mình bị chấn thương đến giờ thì thực ra mình cũng không có, chưa bao giờ mình nghĩ đến cái việc là sẽ kết thúc sự nghiệp sau khi bị chấn thương này. Mình cảm thấy cái chấn thương trong thể thao thì đó là một cái điều không may mắn đối với mình thôi, còn mình hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là anh Hải Huy có thể quay trở lại sớm nhất. Rất nhiều các cổ động viên của câu lạc bộ Than Quảng Ninh đang rất nhớ anh. Không những là câu lạc bộ Than Quảng Ninh đâu, còn rất nhiều các cổ động viên trên mọi miền đất nước đang rất nhớ đến Hải Huy. Sau cái tình huống chấn thương vừa rồi, rất nhiều điều mà làm anh Hải Huy nối tiếc, và đặc biệt là cái cơ hội góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong cái lần tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Đối với tiền vệ Hải Huy thì cái mục tiêu đội tuyển quốc gia đối với anh như thế nào? Đối với mình thì cũng như mình cũng đã trả lời rất nhiều lần là mình và tất cả các cầu thủ khi đã chọn cái nghiệp là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì đều có một cái ước mơ, đó là được khoác áo đội tuyển quốc gia để phục vụ cho đội tuyển quốc gia ở những cái giải đấu lớn. Và mình cũng vậy, mình cũng hy vọng là sẽ thi đấu thật tốt để có thể có tên trong danh sách lên triệu tập đội tuyển quốc gia. Với chúng tôi thì chúng tôi muốn nói rằng là hy vọng tiền vệ Nguyễn Hải Huy của câu lạc bộ Than Quảng Ninh có thể quay trở lại sớm nhất và có thể ra sân thi đấu
trong màu áo của câu lạc bộ Than Quảng Ninh để chờ đợi những màn trình diễn, những pha bóng mà mang thương hiệu Nguyễn Hải Huy, người con của đất Mỏ. Và bây giờ thì rất cảm ơn anh Hải Huy đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở lần sắp tới ở trên danh sách thi đấu của câu lạc bộ Than Quảng Ninh.